Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe bài văn Tả một người thân đang làm việc. Mời các con tham khảo. Tập làm văn đề bài Tả một người thân đang làm việc. Ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọc báo, xây nhà và học bài. Bài làm. Chủ nhật hàng tuần mẹ thường nấu những món ngon cho cả gia đình thưởng thức. Phụ giúp mẹ làm bếp, em được ngắm mẹ lúc nấu ăn. Mẹ em năm nay đã gần 40 tuổi, mẹ có thân hình mảnh mai, thon thả, dáng người mẹ rong ròng cao, làm tôm thêm vẻ đẹp của mẹ. Mẹ có khuôn mặt trái xoan, nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt bồ câu đen láy, chiều mến mỗi khi nhìn em. Tóc mẹ vẫn cao, búi gọn trong cái kẹp dưới có gắn nơ màu đen. Một lọn tóc mai gợn sóng luân xoăn bên mái tóc làm mẹ thêm duyên dáng. Chiếc mũi dọc dừa cao cùng đôi môi đỏ hồng tự nhiên khiến cho mẹ càng trở nên xinh đẹp hơn. Mặc dù bận bịu với công việc kinh doanh, nhưng ở nhà mẹ vẫn là người mẹ, người vợ đảm đang như bao sáng chủ nhật khác. Hôm nay mẹ dậy thật sớm để đi chợ mua được sườn tươi ngon về làm món sườn xào chua ngọt để cả nhà thưởng thức, thưởng thức. Đầu tiên mẹ chặt nhỏ miếng sườn rồi rửa sạch cho vào luộc qua. Sau đó mẹ lấy chiếc chảo đổ một chút dầu vào cho cà chua và hành tỏi nếm thêm một chút mắm, đường và chút cay của ớt để tạo sốt. Sau khi sốt quyện và mịn nhẹ. Mẹ cho sườn vào đảo để lửa cháy nhỏ đủ thời gian để sốt thấm vào sườn. Mẹ đổ món ăn ra đĩa, trang trí trông rất hấp dẫn. Mẹ vừa làm vừa giảng giải cho em cách ướp thịt. Trong lúc chờ thịt sốt, em phụ mẹ nhặt và rửa rau sống. Ngoài món sườn chua ngọt, mẹ làm thêm món cá rán, món tủ của bố con em. Mẹ rửa từng lát cá sạch sẽ. Bỏ đi những phần thừa không chế biến được. Tiếng dầu trong chảo kêu lách tách nghe thật vui tai. Mẹ lật từng miếng cá vàng giòn thơm phức, đặt vuông vắn lên đĩa. Căn bếp bắt đầu ấm dần. Vài giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên gương mặt mẹ. Mẹ vẫn không ngơi tay làm mọi thứ thành thục, nhịp nhàng, vì đấy là việc mà mỗi ngày mẹ đã gửi gắm bao yêu thương vào đó mùi thơm của các món ăn bốc lên khiến em không kìm lòng được mà cứ loanh quanh bên chân mẹ thấy được mẹ nấu cơm em mới cảm nhận được những khó khăn vất vả hy sinh của mẹ cho gia đình em tự hứa với lòng mình sẽ luôn yêu thương mẹ học tập thật giỏi và thường xuyên giúp đỡ chia sẻ công việc nhà với mẹ để luôn nhìn được nụ cười hạnh phúc của mẹ bài văn tả một người thân đang làm việc Ví dụ, đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọc báo, xây nhà và học bài. Đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo. Kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé!